Dạ vâng, lời đầu tiên em xin phép được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhất Long Audio, có địa chỉ là ngõ 14 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại là 0354488888. Và đây là một trong những kênh chuyên review và test những sản phẩm mới nhất hay là sản phẩm bên em. Và trong clip ngày hôm nay, bên em vừa lại về một chiếc âm ly của hãng Luckman L68A. Và âm ly về trong cái tình trạng là đẹp xuất sắc các bác nhá. Và không để mất thời gian của quý vị các bạn, em xin được quay cận cảnh cho quý vị các bạn được chiêm ngưỡng hay là mặt mũi của em đó. Với thiết kế là mặt phay nhôm trắng các bác nhá. Và vỏ gỗ nhìn rất là sang trọng và lịch sự các bác nhá. Tất cả là còn zin theo máy, còn zin 100% các bác nhá. Vân gỗ rất là đẹp luôn. Và bên trên là cái tấm lưới tản nhiệt. Tất cả mọi thứ là các lốt tinh chỉnh là còn rất là sáng giờ lõ nhá, rõ các bác nhá. Không một vết chảy xước, lông mèo, rung chuột gì các bác nhá. Và với thiết kế là mặt phay nhôm trắng xước ngang các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Các cạnh các kia cả rất là đẹp bác nhá. Và chiếc âm ly này có size ngang là 47cm các bác nhé, 47cm. Và chiều cao là có 18cm các bác nhé. Chiều sâu là 38cm các bác nhé. Có cân nặng là 15,3kg. Với chiếc âm ly Luckman L68A này là chuyên là đối tác cho các dòng loa của Nhật, Mỹ và tất cả nhiều các loại loa khác. Và đặc trị là loa JBL các bác nhé. Và em sẽ quay qua phần hông cho các bác, phần hậu cho các bác xem. Đây về mặt thông số Luckman L68A. Tất cả là các cổng vào là còn rất là sáng các bác nhá, rất là đẹp nhá. Và bên em cũng còn rất nhiều các loại âm ly khác như của là mặt răng 4400, như và Pioler 1050 và nhất rất nhiều các loại âm ly khác các bác nhé. Cũng như các bác yêu quý kênh, cho em một xin một nút đăng ký ở góc phải bên màn hình để được nhận những video mới nhất hay là sản phẩm mới nhất từ bên em. Và video clip ngày hôm nay em cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi.